Luật tứ phần, tỳ kheo ni giới bổn hội nghĩa. Chứng minh, ni trưởng Thích Nữ Từ Hương, phó ban trị sự kiêm ủy viên ni bộ tỉnh Lâm Đồng. Chứng nghĩa, ni sư Thích Nữ Huệ Đức, trụ trì tỉnh thất Hương Dân, Phú An. Nhà xuất bản Tôn giáo, Hà Nội, Phật lịch 2547, Dương lịch 2003. Lời giới thiệu. Học xong mấy bộ luật, đến bộ tỳ kheo ni giới bổn hội nghĩa, sư cô Diệu Sơn phát tâm chuyển ngữ từ Hán văn sang Việt văn. Trước khi chấm bút thực hiện việc này, sư cô có thỉnh ý chúng tôi, nhận thấy đó là việc làm rất hữu ích, giúp người sau được thuận tiện dễ dàng trong việc nghiên cứu giới luật, đồng thời cũng là thực hiện nguyện vọng của bổn sư chúng tôi. Ni trưởng Thượng Huyền Hạ Học, sinh thời ni trưởng thường ước ao bộ luật này được dịch sang Việt văn để phổ biến rộng rãi trong ni chúng đã thọ giới cụ túc. Vì thế, chúng tôi rất hoan hỷ và tán thán trước thành tâm chuyển ngữ của sư cô Diệu Sơn. Hôm nay, chúng tôi xin thành kính giới thiệu bộ luật này cùng chư vị tỳ kheo ni còn đang nghiên cứu học hỏi về giới luật, để quý vị có thêm một tài liệu rất phong phú, sáng sủa và tinh tế của Tổ Đức Cơ, một vị tổ sư uyên thâm về luật tạng. Ngài đã dày công soạn thuật bộ luật này với lòng đầy lân mẫn giúp ni giới trên lộ trình tu học. Quả là một thành tựu vô vàn trân quý đối với ni chúng, được kết tinh bởi từ tâm và trí tuệ của Ngài, vì lòng hâm mộ luật học, lòng khao khát được cúng dường Phật Pháp. Sư cô Diệu Sơn đã không quản ngại tài hèn, đức bạc, cố gắng thực hiện công việc chuyển ngữ này. Chúng con thành tâm đảnh lễ, cúi xin chư vị tôn túc thùy từ chỉ giáo cho những điều còn sai sót. Chúng con xin thành kính tri ân và y giáo phụng hành. Lâm Đồng, ngày 8 tháng 2 năm 2002, Thích Nữ Huệ Đức, kính bái. Văn tắc bạch, chí tâm đảnh lễ chư Phật, chư Bồ Tát thường trụ mười phương ba đời. Chí tâm đảnh lễ Tổ sư Ưu Ba Ly. Chí tâm đảnh lễ Tôn giả A Nan. Chí tâm đảnh lễ tất cả chư vị Tổ sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư Tôn Đức, chúng con nhờ hồng ân Tam Bảo được xuất gia tu học, nên lúc nào cũng nguyện đời đời gặp Minh Sư, gặp Phật Pháp, tiếp tục tu học đến ngày viên mãn. Do vậy, khi học bộ luật tỳ kheo ni giới bổn hội nghĩa của Tổ Đức Cơ biên tập, chúng con không quản sức tu học còn non kém, hết sức cố gắng nghiên cứu, học hỏi và viết lại lời giảng dịch của ni sư dạy luật với ước nguyện cúng dường chánh pháp, đồng thời tạo duyên tốt đời sau. Trong khi chuyển dịch, chúng con không thể không tránh khỏi những điều sai sót, lầm lẫn. Kính xin chư Tôn Đức từ bi chỉ dạy để chúng con được học thêm về giới luật. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ, cảm niệm thâm ân. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật lịch 2546, Thích Nữ Diệu Sơn, kính bút. Lược truyện. Luật sư Định An Đức Cơ, 1634-1700, trích Nam Sơn Tông Thống. Luật sư Đức Cơ ở núi Bảo Hoa, họ Lâm, tự Định An, quê ở Bồ Điền, tỉnh Phúc Kiến, sanh năm Sùng Trinh thứ bảy, năm 1634, đời Minh. Lúc vừa sanh sư, trong nhà bỗng có hương thơm ngào ngạt. Lớn lên, tài năng xuất chúng, các kinh sách đọc qua một lần là nhớ không quên. Một hôm, nghe vị tăng tụng kinh Kim Cang đến câu: "Như lộ diệt như điện,
như xương cũng như điện. Ngài liền phát tâm xuất gia. Do vì cha Ngài vừa qua đời nên phải ở nhà thọ tang. 3 năm tang chế, ngày ngày Ngài đều trì tụng kinh Kim Cang. Đến lúc mãn tang cha, tự nghĩ nhờ lòng từ của mẹ may mắn được 2 em trai nên bèn giả từ mẹ, một mình lên đường học đạo. Đến Cô Tô tìm học khắp hết các bậc tri thức, sau đến chùa Bảo Lâm xuất gia với Pháp Sư Trúc Hoài. Gần thầy chưa được 1 năm, lại đến núi Bảo Hoa xin nhập chúng của Kiến Nguyệt Lão Nhân, lúc ấy vừa 24 tuổi. Sau khi thọ đại giới, chuyên nghiên cứu tạng luật, học đến đâu thông hiểu đến đó, nhờ vậy thấu triệt được sự uyên áo của tạng luật. Sư theo chúng tu học 15 năm, Kiến Nguyệt Lão Nhân biết sư là hàng đại pháp khí nên càng thêm rèn luyện. Sư vui vẻ chấp nhận không hề than vãn. Đến ngày sinh nhật 70 tuổi của lão nhân, sư được trao chức dẫn lễ. Sư dạy chúng đệ tử ngoài hiện oai nghi, trong đầy đức độ. Dù được cử làm vị giáo thọ thứ 2, nhưng toàn chúng từ lớn đến nhỏ, không ai mà không kính mến cảm phục. Phụ tá cho Ngài Kiến Nguyệt rất nhiều vị tài đức cao thâm, nhưng lão nhân đặc biệt đem giới bổn y bát trao cho sư, dặn phải cố gắng hành trì giới pháp, đời đời trao truyền để cho sự nghiệp định huệ ngày thêm bền vững. Sau khi được truyền thừa y pháp, sư vẫn luôn đồng lao cộng khổ với đại chúng, luôn giữ tinh thần lợi hòa đồng quân. Lúc làm việc chúng, sư làm trước nhất, tất cả phép tắc luật lệ đều y theo quy củ của người xưa. Chưa được 12 năm, tiếng tốt đồn vang khắp nơi. Năm Khang Hy thứ 13, vào mùa thu gặp đại hạn mất mùa, sư nấu cháo cứu đói dân chúng địa phương, đồng thời đích thân đi xin lương thực ở các quận, huyện khác. Thiện tín vốn nghe đức độ của sư, rủ nhau cúng dường không ngớt cho đến khi nơi ấy tới mùa lúa chín mới dừng. Năm Khang Hy thứ 22, mùa đông, chùa Chiêu Khánh, Võ Lâm, Phật tử ngưỡng mộ đạo hạnh của sư, cùng thỉnh sư đến giảng dạy giới pháp, bấy giờ dùng lưỡng triết đều cho là việc hiếm có. Sau đó mời sư về ở luôn chùa Chiêu Khánh. Sư từ chối không được, mới cử sư đệ là Nghi Khiết Thư Ngọc trụ trì chùa ấy giáo hóa giảng dạy, còn sư trở về lại Bảo Hoa. Năm Khang Hy thứ 32, vào dịp tuần đầu năm Giáp Tý, sau khi các việc cầu cúng đã xong, đích thân sư dẫn hơn 100 chúng xếp thành 2 hàng xuống núi. Đến cửa phía nam tỉnh thành đại chúng lễ tháp thờ Xá Lợi Phật tại chùa Đại Báo Ân dưới chân núi Bảo Sơn. Chính tay sư xớt bát cúng dường tăng chúng. Đại chúng nhiễu tháp tụng kinh, đi kinh hành, tụng niệm suốt 7 ngày đêm. Trong tháp hiện hào quang đủ màu, muôn hình muôn vẻ. Do vậy, mọi người đều phát tâm tinh kính, nhờ lòng kính tin nên số người ngộ đạo không tính xuể. Ngoài những lúc giảng dạy giáo hóa, sư còn tuyển chọn những tinh hoa của tạng luật làm sáng tỏ ẩn ý của các bậc tiền hiền. Tác phẩm của Ngài gồm Tỳ Ni Quan Yếu 16 quyển, Yết Ma Hội Thích 14 quyển, Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Hội Nghĩa 12 quyển, cốt giúp cho người học luật đời sau tiện bề học hiểu. Ngoài ra, sư còn sửa sang đại điện, xây cất trai đường, phòng ăn của chúng tăng, khai khẩn vườn ruộng, mở rộng đất đai tam bảo, trùng tu những ngôi chùa bị hư phế, chỉnh đốn lại kỷ cương. Ròng rã 21 năm vì Pháp, vì người, vì lòng kính trọng giới Pháp và để làm gương cho mọi người, nên trong 4 oai nghi, Ngài đều không sai phạm. Năm Khang Hy thứ 39, năm 1700, vào ngày mồng 1 tháng cuối đông, sư thị hiện chút bệnh, nhóm chúng trao y bát cho sư Tùng Ẩn Chân Nghĩa, kế thừa trụ trì chùa. Ngài căn dặn phải luôn nghiêm trì giới luật, gắn tu hành siêng tụng niệm và bảo vệ tổ đình. Đó là những việc trọng yếu cần phải thực hiện để làm gương cho người sau. Ngày mồng 8 tháng ấy, sư ngồi kiết già thị tịch. Đến ngày rằm đại chúng thỉnh toàn thân sư nhập tháp. Tháp sư tọa lạc về phía đông núi Long Sơn. Sư thọ 67 tuổi,
xuất gia 48 năm, được 44 tuổi hạ. 38 người đệ tử nối pháp là những vị tài đức vượt trội hơn cả. Luật tứ phần tỳ kheo ni giới bổn hội nghĩa. Quyển thứ nhất. Đời Thanh, núi Bảo Hoa Kim Lăng, Sa môn luật học Đức Cơ biên tập. Luật này chia hai phần chính: phần A giải thích đề mục, phần B giải thích văn luật. Phần A giải thích đề mục có hai chương: chương 1 giải thích tựa đề, chương 2 giải thích tên người. Trong chương 1 giải thích tựa đề có hai phần: phần 1 nói rõ bộ luật tứ phần, phần 2 giải thích tựa đề tỳ kheo ni giới bổn hội nghĩa. Phần A giải thích đề mục. Chương 1 giải thích tựa đề. 1. Nói rõ bộ luật tứ phần. Tứ phần là từ để gọi toàn bộ đại luật gồm 60 quyển chia làm 4 phần. Phần thứ nhất, 21 quyển nói về 250 giới của tỳ kheo. Phần duyên khởi và các pháp cho phép, cấm, tội nặng, tội nhẹ. Phần thứ hai, 15 quyển nói rõ 348 giới pháp của tỳ kheo ni và phép tắc thọ giới, phép tắc tụng giới. Tiếng Ấn Độ gọi kiền độ phép tắc, Trung Hoa dịch là pháp tụ, nghĩa là gom hết các pháp cùng loại nhóm lại một chỗ. Phần thứ ba, 13 quyển nói rõ 16 phép tắc kiền độ về cách tổ chức an cư, tự tứ, cách sử dụng đồ dùng bằng gia thuộc, y phục, thuốc men, y công đức, luật nước câu diệm di, luật nước chim bà, các pháp quở trách người che giấu tội, ngăn cản và tội phá hòa hợp tăng, cách thức dứt trừ tranh cãi của các tỳ kheo ni. Phần thứ tư, 11 quyển nói rõ về 6 phép tắc về phòng nhà và các pháp linh tinh. Lần kết tập đầu tiên, 500 vị tỳ kheo A-la-hán và lần kết tập thứ hai, 700 vị tỳ kheo đều chung mục đích kết tập toàn bộ giới pháp của bộ tỳ ni và ngăn ngừa những điều phi pháp xen lẫn trong luật. Quyển giới bổn này thuộc phần thứ hai trong toàn bộ đại luật, nói riêng về 348 giới tỳ kheo ni do lấy số 1 của kinh luật để đặt tên nên gọi là tứ phần. 2. Giải thích tựa đề tỳ kheo ni giới bổn hội nghĩa. Ấn Độ gọi tỳ kheo ni, Trung Hoa dịch là trừ cẩn nữ. Ấn Độ gọi tỳ kheo ni, Trung Hoa dịch là trừ cẩn nữ. Trừ cẩn có nghĩa là trừ đói. Kinh Pháp Cảnh nói: phàm phu say đắm sáu trần như kẻ đói tham ăn không biết chán. Người xuất gia đoạn trừ lòng tham đắm, dứt hết sự đói khát sáu tình, cho nên gọi là trừ đói. Luật Thiện Kiến dạy: ni là nữ, nếu gọi nữ sợ người thế gian xem thường không khởi lòng tinh kính. Nay gọi ni cốt để người đời kính tinh tôn trọng, lại còn biểu hiện sự xa lìa trần tục, tâm tu trì giới đức, thường tu tập hạnh thanh tịnh nên gọi là ni. Giới bổn thuộc phần thứ hai, trong phần giới của tỳ kheo ni chỉ nói rõ về giới tướng và phần lược giáo giới kinh của bảy đức Phật đã truyền bá khắp thế gian, cốt giúp cho ni chúng mới thọ đại giới tụng tập, học hiểu ngõ hầu biết được tầm quan trọng của giới luật, cùng dạy bảo cho nhau, cùng nhau gìn giữ để giới thể được vẹn toàn, tức thì định huệ đồng sanh. Đến kỳ Bố Tát trong mỗi nửa tháng phải tụng giới bổn, đó là thông lệ thường xuyên. Do vậy mới đem 348 giới tướng kết tập thành một quyển với tựa đề là Tỳ Kheo Ni Tứ Phần Giới Bổn. Tên gọi thì có chung và riêng. Chung, trước hết giải thích tên chung, nghĩa là ở phần chế giáo trong bộ Đại Tạng thì gọi chung là luật, Ấn Độ gọi là tỳ ni hoặc gọi tỳ nại gia. Trung Hoa dịch là thiện trị, có khi dịch là điều phục, nghĩa là điều phục rèn luyện ba nghiệp, chế phục mọi lỗi lầm,
đều phục rèn luyện chung các pháp chỉ tác. Chế phục là nói rõ dứt các điều ác, còn dịch là diệt. Diệt có ba nghĩa. Thứ nhất, dứt các điều lỗi, nghĩa là không sát sanh, không trộm cắp, vân vân. Cho nên trong luật có phần phạm tỳ ni và phần tranh cãi tỳ ni. Nghĩa thứ hai, dứt phiền não, vì trong luật dạy phải điều phục hết tham, vân vân. Cho nên Đức Phật mới chế các học giới. Nghĩa thứ ba, chứng đắc quả niết bàn. Kinh dạy rằng giới thanh tịnh tức có trí huệ liền chứng đệ nhất đạo. Ngài Nam Sơn dạy, tỳ ni dịch là điều phục và diệt, là căn cứ theo công dụng mà dịch chứ không phải dịch đúng. Dịch đúng là luật, luật là phép tắc. Theo giáo đặt tên để phán đoán về các tội nặng, nhẹ, các điều cho phép làm, các điều ngăn cấm, các điều phải trì giữ và các điều đã vi phạm. Đó chẳng phải là những pháp không cố định, giống như luật pháp quốc gia chế định về các điều khoản. Từ tỳ nại gia dịch là luật. Kinh giới nhân duyên dạy, tỳ nại gia, chữ tỳ, Trung Hoa dịch là khử, bỏ. Nại gia, Trung Hoa dịch là chơn. Bỏ đi vô số tội lỗi để thành tựu sự chơn chánh nên gọi là chơn. Điều phục tâm này, dừng dứt tâm này, nhẫn không cho giấy khởi mọi tạp niệm nên gọi là chơn. Hàng phục là giới, dừng dứt là định và nhẫn là huệ. Nên biết vừa khởi một pháp thì gồm đủ ba học: giới, định, huệ. Nếu không khéo giữ giới thì không thể có định huệ. Giới pháp này chia làm ba loại là luật nghi giới, còn gọi là ba la đề mộc xoa, định cộng giới còn gọi là hiền giới, và đạo cộng giới còn gọi là vô lậu giới. Luật nghi giới. Luật là ngăn dứt, nghi là hình nghi, vì có khả năng ngăn dứt các điều xấu ác của thân nên gọi là giới, cũng gọi là oai nghi. Oai là nghiêm tịnh đáng kính, nghi là mẫu mực đáng làm khuôn phép, cũng gọi là điều ngự, khiến cho tâm hạnh điều hòa thanh nhã. Định cộng giới. Định là thu nhiếp để được tĩnh lặng. Khi nhập định, tự nhiên khéo điều phục các căn và dễ ngăn dứt các điều ác, nên gọi là định cộng giới. Đạo cộng giới. Đạo là thông suốt. Khi đã khai phát nguồn chơn rồi thì sau đó tự nhiên hành giả không hủy phạm giới luật nữa. Như bậc sơ quả lúc cày cuốc thì côn trùng cách mặt đất 4 tấc, đó là do năng lực của đạo cộng giới. Hai giới này khi đã có thắng dụng của tâm thì sẽ có năng lực phát sanh ra giới. Đạo, định và luật nghi đồng lúc phát sanh thì gọi là cộng. Tạng tỳ ni chính là trình bày luật nghi, cũng gồm nhiếp, định và đạo. Vì khi trì giới thanh tịnh, tự nhiên sanh khởi thiền định và trí huệ. Thế thì luật nghi là nhân mà định đạo là quả. Do sức thiền định và lực vô lậu nên tánh nghiệp và nghiệp thấy đều thanh tịnh. Thế nên mộc xoa là quả, định đạo là duyên. Luật Tát Bà Đa nói, giới ba la đề mộc xoa này, nếu Phật còn trụ thế thì còn, mà Phật nhập diệt thì không còn. Riêng thiền giới và vô lậu giới thì các thời đều hiện hữu. Giới ba la đề mộc xoa là do Đức Phật chế định giảng dạy, còn thiền giới và vô lậu giới thì không phải vậy. Cho nên mới bảo rằng, giới ba la đề mộc xoa chỉ có đệ tử Phật mới có, còn thiền giới và vô lậu giới thì tất cả ngoại đạo đều có. Vì muốn cho Phật Pháp duy trì nên ở thế gian có 7 chúng. Vì muốn đạo quả tam thừa được tiếp nối không bị dứt mất nên hết thảy đều lấy ba la đề mộc xoa làm nền tảng. Còn thiền giới và vô lậu giới thì không giống vậy. Thế nên trong 3 giới thì ba la đề mộc xoa là bậc nhất. Luật Thiện Kiến nói, tạng tỳ ni là thọ mạng của Phật Pháp.
tạng tỳ ni còn thì Phật pháp mới tồn tại. Trên đây là phần giải thích về tên chung. Riêng nghĩa là tên các bộ luật như luật tăng kỳ, luật ngũ phần, luật tát bà đa, luật thập tụng, luật thiện kiến, luật căn bổn, tỳ ni mẫu, kinh giới nhân duyên. Đó là tên riêng gọi cho từng bộ. Quyển giới bổn này cũng có tên chung là luật, mà tên riêng là tứ phần. Trên đây là giải thích tên chung và tên riêng. Kế đến nói về việc đặt tên cho kinh luật. Khi đặt tên cho bản kinh hay bộ luật đều phải bao hàm hai nghĩa đơn và kép. Hai nghĩa này chia làm bảy loại, đó là ba đơn, ba kép và một phần chung đủ cả đơn và kép. Ba đơn: lấy tên người đặt tên kinh như Kinh A-di-đà, lấy pháp đặt tên kinh như Kinh Bát Nhã, Kinh Niết Bàn, lấy thí dụ đặt tên kinh như Kinh Phạm Võng. Ba kép: dùng tên người và tên pháp đặt tên kinh như Kinh Văn Thù Vấn Bát Nhã, Ngài Văn Thù thưa hỏi về trí Bát Nhã, vân vân. Lấy pháp và thí dụ để đặt tên kinh như Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vân vân. Dùng tên người và thí dụ để đặt tên kinh như Kinh Như Lai Sư Tử Hống, vân vân. Một mà gồm đủ đơn và kép, tức là gồm đủ cả người, pháp và thí dụ, như Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, vân vân. Giới bổn này thì lấy tên người và pháp để đặt tựa đề. Người là Ngài Đàm Vô Đức, pháp là luật tứ phần. Cũng có thể nói chỉ lấy pháp đặt tên là lược bớt tên người, nên chỉ gọi tứ phần tỳ kheo ni giới bổn mà thôi. Từ hội nghĩa: bởi vì trí huệ Như Lai trùm khắp pháp giới, huệ tánh tròn sáng, biết rõ hết thảy căn tánh chúng sanh, nên Ngài tùy căn cơ chúng sanh mà chế định giới pháp. Do vậy, trong hai bộ luật Ngài chế đặt có những điều chung và những điều riêng. Điểm giống nhau của hai bộ luật là cùng một phép tắc, nghĩa là căn cứ theo bộ Đại Tăng Tỳ Kheo mà giải thích chung về các phép khai, giá, trì, phạm. Điểm khác nhau là chế riêng cho ni bộ, tức là trong văn giới của ni có phần giải thích riêng về các phép khai, giá, trì, phạm mà vẫn lấy bộ tứ phần làm tông chỉ. Tuy có trích văn của các bộ kinh luật khác mà vẫn phù hợp với ý của bộ luật này, cốt để thêm vào những phần thiếu. Bởi vì có những sự kiện mà có bộ nói rõ, có bộ nói sơ lược, văn từ có dài ngắn khác nhau, nhưng ý nghĩa tương đồng để cùng làm sáng tỏ cho nhau. Đâu không phải là gom những điều nhỏ để hoàn thành việc lớn sao? Chúng tôi thầm cầu mong việc làm này giống như trăm sông đều quy về biển cả. Phần giải thích tựa đề bộ luật đã hết. Chương 2: Giải thích tên người. Giao Tần. Chữ Tần là tên nước, chữ Giao là họ của vị vua nước ấy lúc bấy giờ. Quốc hiệu của nước mà kèm theo họ của vị vua đang trị vì là để phân biệt với các nước Tần khác. Tam Tạng chỉ Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng Luận. Mỗi tạng đều hàm chứa tất cả văn và lý nên gọi là tạng. Ý nói người dịch có khả năng thông hiểu hết ý chỉ của tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Do vậy, dùng từ tam tạng để gọi người dịch kinh luật luận. Phật Đà Gia Xá, Trung Hoa dịch là Giác Minh.
người nước Kế Tân, miền Bắc Ấn Độ, thuộc dòng Bà La Môn, xuất gia lúc 13 tuổi, thường theo thầy đi khắp nơi. Có lần đi qua cánh đồng hoang gặp cọp, vị thầy toan chạy trốn. Ngài Gia Xá thưa: "Con cọp này đã no, không làm hại người." Sau đó cọp bỏ đi. Đi một lúc quả nhiên thấy thịt thừa của những xác chết, vị thầy cho là lạ. Đến năm 15 tuổi, mỗi ngày tụng kinh đến 2-3 vạn lời. Nhưng vì thường đi khất thực nên phải bỏ việc tụng tập. Có vị A-la-hán quý trọng sự thông minh của ngài nên hay đem thức ăn đến cúng dường. Ngài theo người cậu học Ngũ Minh, các bộ luận ngoại đạo và pháp thuật thế gian. Môn nào ngài cũng đều tinh thông. Năm 27 tuổi được họ Giới cụ túc và lấy việc đọc tụng làm chính nên tay không rời quyển kinh. Ngài thường ngồi thiền quán tưởng, bỗng dưng cảm thấy thân nhẹ nhàng bay đi trong hư không. Ngài cứ thường chuyên tinh như vậy. Khi ngài đến nước Sa Lạc, Thái tử Đạt Ma Phất Đa, Trung Hoa dịch là Pháp Tử, thấy dung mạo ngài đoan nhã, hỏi từ đâu đến. Ngài trả lời rõ ràng lưu loát. Thái tử rất vui lòng thỉnh ngài về cúng dường tiếp đãi rất trọng hậu. Bấy giờ từ nước Quy Tư, ngài Cư La Ma Thập, Trung Hoa dịch là Đồng Thọ, nghĩa là tuổi trẻ mà tài đức cao thâm như các bậc kỳ lão, đến nước Sa Lạc theo học với ngài. Hai vị rất quý kính nhau. Rồi ngài La Thập theo mẹ về lại Quy Tư, ngài Gia Xá vẫn ở lại Sa Lạc. Chẳng bao lâu vua Sa Lạc băng hà, thái tử lên kế vị. Bấy giờ Phù Kiên sai tướng Lã Quan vân vân kéo quân Tây phạt đánh Quy Tư. Vua Quy Tư vội cầu cứu vua Sa Lạc. Vua Sa Lạc đích thân cầm binh cứu viện. Viện binh chưa kịp đến, Quy Tư đã bại. Ngài La Thập bị Lã Quan bắt làm tù binh. Ngài Gia Xá biết được, than rằng: "Ta cùng La Thập gặp nhau đã lâu mà chưa thỏa nguyện, nay bỗng dưng ông bị giam cầm, bao giờ mới được gặp nhau?" Ngài ở lại Sa Lạc hơn 10 năm, vua lại băng hà, mới nhắm hướng đông thẳng đến Quy Tư, giáo hóa rất hưng thịnh. Bấy giờ La Thập ở Cô Tàng, ngài sai người thân tín đi đón sư, bị quan quân bắt giữ lại nên việc bất thành. Ngài muốn đi thăm mà không đi được, đợi mấy năm sau mới đi. Khi đi, ngài bảo đệ tử: "Thầy muốn đi gặp La Thập nên phải cải trang lén đi ban đêm để không ai biết." Đệ tử thưa: "Bạch thầy, con chỉ e rằng trời sáng họ lại đuổi theo bắt về." Nghe vậy, ngài bèn sai đệ tử múc nước sạch rồi bỏ thuốc vào, trì khoảng vài chục biến chú, rồi hai thầy trò dùng nước ấy rửa chân. Trời tối liền khởi hành. Đi được vài trăm dặm, trời bắt đầu sáng. Ngài hỏi đệ tử rằng: "Con có nghe gì không?" Đệ tử thưa: "Bạch thầy, con nghe gió thổi dù dù bên tai, quan quân không đuổi kịp nữa rồi." Ngài vừa đến Cô Tàng thì La Thập đã về Trường An. Nghe đồn bị vua Giao Hưng ép phải cưới vợ và khuyên làm chuyện phi pháp. Do vì vua Giao Hưng quá quý chuộng tài hiểu biết hơn người của La Thập mới xúi sư bỏ đạo, mà ngài La Thập không bằng lòng. Ngài mới than rằng: "La Thập như giải gấm quý, tại sao lại đem bỏ vào rừng gai như vậy?" Ngài La Thập nghe sư đến Cô Tàng, khuyên vua Giao Hưng đến đón sư. Hưng không bằng lòng. Không bao lâu, vua lại yêu cầu ngài La Thập dịch Tạng Kinh. Ngài bảo: "Phàm việc Hoằng Dương giáo pháp cần phải viên thông cả kinh lẫn nghĩa. Bần đạo tuy đọc được danh kinh mà chưa khéo rõ được lý màu. Còn ngài Phật Đà Gia Xá quả là người thâm đạt được nghĩa lý sâu màu, hiện đang ở Cô Tàng, xin bệ hạ ban chiếu rước về." Một lời ngài nói ra là đã suy xét chín chắn rồi, sau mới viết thành văn. Do đó mới không dịch sai ý kinh, đáng để ngàn sau tin tưởng. Vua nghe vậy sai sứ đi rước, lại còn mang rất nhiều tặng phẩm. Nhưng ngài Gia Xá không nhận gì cả, chỉ mỉm cười bảo: "Lệnh vua đã ban thì phải đi thôi, nhưng thí chủ quá ư trọng đãi. Nếu như đó là ý kiến của La Thập thì không dám nhận lời." Sứ về tâu lại vua, khen ngài là người cẩn trọng nên càng tăng lòng tin kính. Do vậy, khi ngài vừa đến Trường An,
vua Giao Hưng đích thân đón rước, mời ở vườn Tiêu Dao, cúng dường đủ mọi thứ nhưng ngài đều không nhận. Đến giờ ngài đi khất thực và một ngày chỉ dùng một bữa mà thôi. Bây giờ ngài La Thập dịch kinh Thập Trụ đã xong hơn cả tháng trời mà vẫn do dự nghi ngờ, chưa dám nắm chắc. Khi ngài Gia Xá đến cùng nhau xác quyết thì văn và ý mới được phân định. Đồng thời hai vị cùng hợp tác với Sa Môn Trúc Phật Niệm, người Lương Châu, cùng dịch các bộ kinh từ tiếng Phạm sang tiếng Trung Hoa. Riêng bộ Trường A Hàm ròng rã 10 tháng mới xong. Khi ở Ấn Độ, ngài Gia Xá thường tụng bộ Luật Tứ Phần, nhưng ngài không mang bản luật tiếng Ấn Độ theo, nên khi quan Tư Lệ Hiệu Úy của nhà Tần là Đào Sản xin dịch bộ luật ấy sang tiếng Trung Hoa thì vua Tần cho rằng không có văn bản tiếng Phạn, sợ có điều sai sót lầm lẫn. Ngài La Thập mới nói: "Ngài Gia Xá có trí nhớ rất tuyệt, tôi đã từng nghe sư tụng rất nhiều lần chưa hề có sự sai sót." Thế là vua Tần đem một quyển sách thuốc và một quyển sổ dân tịch hơn vạn lời bảo ngài Gia Xá đọc. Hôm sau, nhóm chúng tăng nhờ một vị cầm bản văn dò, ngài đọc thuộc lòng ngay cả cân lượng, tên người, tuổi, năm sinh, không sai một chữ. Đại chúng mới thật sự kính phục trí nhớ quá tuyệt vời của ngài. Cho nên, ngài Gia Xá đọc lại văn luật bằng tiếng Ấn Độ, ngài Trúc Phật Niệm viết lại thành văn bản chữ Hán. Đúng vào năm Hoằng Thỉ thứ 12 thì dịch xong bộ luật tứ phần gồm 45 quyển, nay phân làm 60 quyển. Ngài Gia Xá, người đoan nhã, có hàm râu đỏ, thông hiểu luận Tỳ Bà Sa, nên người bấy giờ gọi ngài là Tỳ Bà Sa râu đỏ. Lại là thầy của ngài La Thập nên họ tôn ngài là Đại Tỳ Bà Sa. Sau đó ngài trở về nước Kế Tân, được quyển kinh Hư Không Tạng Bồ Tát, nhờ khách buôn đem đến Kinh Châu tặng chư tăng. Ngài viên tịch ở đâu không ai biết. Ngài Trúc Phật Niệm, người ở Lương Châu, xuất gia từ lúc bé, ý chí thanh cao kiên quyết, ngoài thì nhu hòa, nội tâm rỗng sáng, là bậc gương mẫu của mọi người. Ngài thường đọc tụng các kinh, ít xem sách thế tục và kinh điển ngoại đạo. Khi giảng dạy thường đem chuyện xưa để lý giải nên ý nghĩa càng thêm rõ ràng, mà lời nói lại giản dị dễ hiểu. Thuở nhỏ thích đi tham quan các nơi nên biết nhiều về phong tục tập quán thế gian. Quê xứ Tây Hà nên hiểu rõ tiếng địa phương, âm nghĩa tiếng Hoa và tiếng Ấn sư đều tinh thông. Mặc dù không được danh tiếng là bậc nghĩa học, nhưng mà ngài rất nổi tiếng về sự học rộng nghe nhiều. Niên hiệu Kiến Nguyên, Phù Kiên là chúa đất Ngụy. Lúc đó có ngài Tăng Già Bạc Trừng, Trung Hoa dịch là Chúng Hiện, và ngài Đàm Ma Nan Đề, Trung Hoa dịch là Pháp Hỷ, đồng đến Trường An, nên quan bí thư Lan Triệu Chính của Phù Kiên mời dịch kinh. Do vì các bậc danh đức đương thời không thể phiên dịch được nên quý vị thấy đều tôn cử ngài Phật Niệm. Thế là ngài Bạc Trừng đọc văn bản bằng tiếng Ấn, ngài Phật Niệm dịch sang tiếng Trung Hoa và truy xét thẩm định những chỗ nghi ngờ thì âm nghĩa mới rõ ràng. Niên hiệu Kiến Nguyên thứ 20, tháng Giêng vua lại mời ngài Đàm Ma Nan Đề dịch bộ Tăng Nhất A Hàm, nên Sa Môn Nghĩa Học nhóm họp thỉnh ngài Phật Niệm làm công tác phiên dịch. Ngài phải nghiên cứu truy xét tường tận suốt 2 năm mới hoàn tất bản dịch. Từ đời ngài Thế Cao, ngài Chi Khiêm trở về sau, chẳng có vị nào dịch hơn ngài Phật Niệm. Ở hai đời vua Phù Kiên và Giao Hưng thì ngài là bậc thầy của các nhà dịch kinh. Mối tương giao của ngài đối với chúng tăng rất tốt đẹp. Sau đó ngài dịch các bộ Bồ Tát Anh Lạc, Thập Trụ Đoạn Kết và Kinh Diệu Thai Trung Ấm. Ban đầu ngài có ý định nghiên cứu chuyển dịch rất nhiều, nhưng chưa thực hiện được hết thì bị bệnh và viên tịch tại Trường An. Hàng đệ tử xuất gia và tại gia gần xa thảy đều thương tiếc. Phần giải thích về tựa đề tên người đã hết. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệu pháp âm .net